Kính thưa quý vị, kênh Thuốc Dân Gian VAT trên YouTube hôm nay chia sẻ giới thiệu cho quý vị một cái thuốc rất là quen thuộc, ở đâu cũng có hết và được sử dụng từ lâu đời của các thầy thuốc và trang dân gian. Trước mà hình nữa vậy đây, cây này có tên gọi là cây kêu dạo. Trang Đông Y thì cây kêu dạo này có tên là cây tối nhân mọi người, hay là gọi là cây bình linh. Thì vùng miền khác nhau mà có thầy thuốc gọi khác nhau, và cái tên của nó tùy theo từng địa phương vùng miền khác nhau cũng có cái tên khác nhau. Cây này rất dễ nhận dọn, về phần nhận dọn tôi đã cho mọi người nhận dọn về cây này. Đây cây nó trước màn hình quý vị, đây cây to lắm mọi người. Vì thân vỏ đây mọi người. Đấy, thân vỏ mọi người. Cây này rất to mọi người này. Có bàn tay tôi mà không thấy mọi người. Thân vỏ nó đây. Thân nó có màu nâu. Thân màu nâu mọi người. Và nó có những cái đường đỏ đỏ này. Đỏ gạch đó mọi người. Đỏ gạch đó. Chạy dạp theo thân. Và bị đứt đoạn. Và xen kẽ với nhau mọi người. Đây thân qua này. Qua đường kẽ. Đường kẽ mọi người này. Cây này ở đâu cũng có mọi người, rất là nhiều mọi người, một khu niên quá trời đất luôn. Đấy, bên đây mọi người này trục quá trời luôn, có một rừng luôn mọi người. Đây mọi người này, đây mọi người này, quá nhiều luôn mọi người đó, một rừng này, một rừng quá đó mọi người, quá nhiều. Mùa này quả đã giờ rồi mọi người, thu hoạch đỏ lắm. Vì nhận dọn về phần đó thì tôi sẽ bứt cái lá về mọi người nhận dọn. Ê, cầu quá. Lá này mọi người. Lá kết hai lần long chi mọi người. Mọc đấu xứng thêm một chi mọi người. Đây là mặt trên của lá mọi người. Mặt dưới của lá đây. Cái này thuộc vào trinh nữ mọi người. Nghe cái lá nó cũng nhỏ giống như lá trinh nữ vậy. Bì ngon của cái lá nhỏ này mọi người này, chỉ tầm 1 đến 2 mm thôi. Còn chiều dài từ 6 đến 7 mm thôi. Rất là nhỏ mọi người. Và khi mọi người sờ vào, sờ mạnh vào thì nó sẽ xếp lại như lá trinh nữ mọi người. Cái này thuộc họ trinh nữ mà. Nên nó có những đặc điểm gần giống nhau, nhưng mà nó là một thân cây gỗ mọi người nè. Thân gỗ là cây gỗ trung bình. Cây câu khoảng 5-6 mét cho bình thường mọi người. Cây từ 3 mét đến 5 mét cho bình thường. Nó không lớn lắm. Tôi thấy thường thấy cửa đó thôi. Bên kia có một cây rất to mọi người. Đó, cây bên trụ điện đó. Cây đó là quả rất chi là nhiều. Trước hình quý vị đó, bên có mấy cây này đó. Người ta chặt đi mấy nứt này rồi. Bộ phận qua đó đây mọi người. Đây là búp qua mọi người đây. Búp qua. Búp qua đây. Và khi nó trổ ra có màu trắng mọi người, nó giống như hoa trinh nữ sau, nó giống y như vậy thôi, rất là giống với cây mắt cửa, cây trinh nữ đó. Và quả ra đây, quả đây mọi người, rất là dễ nhận dọn mọi người. Nó giống quả bồ cách nhưng mà nó dài hơn mọi người, mà nó có màu xanh. Quả bồ cách thì khi bây giờ nó có màu đen, còn cây bây giờ nó có màu vàng. Và tôi bẻ con quả cho mọi người xem. Đây, hộp bên trong đó mọi người. Đây là hộp bên trong mọi người nè. Bên trong có quả đây. Cây này rất dễ nhận nhọn mọi người. Về thu hoạch thường thường, thầy thuốc và người dân sử dụng cái quả này mọi người. Tới cái mùa này đấy, mùa tháng 7 này, dương lịch này, thì người dân lấy cái quả này, khi nó vàng đi thì đem về phơi khô, rồi tự nó bung ra mọi người, nó bung hạt này ra.
cái nào mà chưa bung thì mọi người lấy cây đập đập xưa nó đổ bung bung này, trái cái hạt này cắt lưu trữ khi cần mình đem mà mình sử dụng. Còn trang dân dân ấy, thì người ta lấy những cái đột non, mọi người đột non này thu lấy đem về luộc đi rồi ăn, lấy cái đó này luộc đi rồi đem sồ, mình phải qua luộc mọi người đây. Cái này nó có tính vị, nó có vị hơi đắng mọi người, vị hơi đắng, và cái hạt này mà ăn hơi có cay cay một tí và có mùi thơm, nó có tính mất, tôi nhắc là nó có tính mất. Cái này có nhiều hoạt chất quý để sử dụng chữa bệnh, như nó có vitamin rồi protein rồi carotin và các loại axit và rất là nhiều hoạt chất quý nữa. Nhưng cái này nó có một hoạt chất mimosin, là chất này là một chất độc mọi người này, có trong chứa trong thành phần tất cả các bộ phận của cây đều có chất mimosin. Khoa học đã nghiên cứu, y học hiện đại đã nghiên cứu ra thì cây này dùng làm thuốc rất là tốt mọi người, nhưng mà liều lượng phải cân nhắc. Còn đối với các thầy thuốc thì sử dụng các người dân thì sử dụng cái hạt này mọi người, sử dụng cái hạt này đem về phơi khô. Cái hạt này đem về phơi khô rồi để trị dung và trị về bệnh tiểu đường và yếu sinh lý. Người các thầy và người dân dùng trị dung là nhiều mọi người. Trị dung thì mọi người là lấy cái hạt này 50 gram khô đem răng đi, răng cho vàng đi, sau đó nó nửa tắc lát rồi rồi bắt đầu đem giỏ thành toán thành bột, giỏ và toán thành bột mới sử dụng. Đối với người lớn thì sử dụng trị dung thì có loại dung đũa, dung kim, có loại dung sống ký sinh đang đường ruột thì dùng 50 gram khô răng vàng nửa ra toán thành bột rồi uống vào buổi sáng lúc chưa ăn sáng mọi người, uống từ 3 ngày đến 5 ngày là tất cả có loại dung sống ký sinh trong đường ruột đã được tiêu diệt hết và theo đường phân ra ngoài luôn để dùng cái quả này. Còn trẻ em thì sử dụng liều từ 10 đến 15 gram thôi, trẻ em dưới 16 tuổi á. Còn trẻ em dưới 3 tuổi thì mọi người sử dụng liều 2 gram trên một ngày. Và mọi người tính toán cái số tuổi và số cân nặng mọi người này, tính toán để sử dụng nó cho an toàn. Bởi vì nó có cái chất độc mimosin đấy, không được sử dụng quá liều. Và trong y học hiện đại thì đã nghiên cứu ra được cái chất độc đó và lợi dụng nó để chữa một số bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh yếu sinh lý và bệnh ung thư. Chất mimosin này thì nó gây ra ức chế sản sinh có tế bào ung thư mọi người, ung thư phổi, ung thư gan và ung thư niêm mạc miệng á. Nên bên y học hiện đại người ta sử dụng nó để làm thuốc trị ung thư như tôi đã nói đây. Và chất này thì người mimosin này nó gây ra khi mà sử dụng ấy quá nhiều mọi người, quá liều á, và trong một thời gian dài thì nó đã gây cho chúng ta là rụng tóc này, rồi bướu cổ này, chóng ăn này, có thể buồn nôn và đục thủy tinh thể và gai sải thay mọi người, nên mọi người lưu ý mọi người này. Và chỉ định của tài liệu và các thầy thì sử dụng cây này trong 3 ngày, ngưng 3 ngày rồi tiếp tục sử dụng tiếp
chứ không được sử dụng liên tục. Và đúng liều lượng thì độ an toàn nó sẽ được phát huy mọi người. Còn đối với khi mà chúng ta luộc ăn ấy, luộc cái ngọn này, luộc ra để sầu và luộc qua để ăn thì chúng ta bỏ nước đi và luộc sâu trong vòng 15 phút thì chất mimosin đã được phân hủy dưới nhiệt độ. Chỉ còn lại một lượng rất ít không đáng kể thì chúng ta sử dụng rất an toàn. Và đặc biệt là sử dụng bằng đầu kim loại mọi người. Thì nó gây phản ứng ra, nó tỉ phân và nó chất độc này và ba hơi đi. Chất độc nó đã dũng đi thì chúng ta sử dụng nó mới an toàn được. Nên các nhà y học hiện đại chế biến những cây thuốc này để điều trị cho bệnh nhân. Còn điều trị về bệnh tiểu đường và yếu sinh lý thì người ta cũng dùng nam mưu gom hoặc khô này răng cho vàng đi rồi xét uống trong một ngày 50 gram khô mọi người, đối với người lớn mọi người này, và dùng 3 ngày thì sau đó ngưng 3 ngày mới sử dụng lại. Còn người ta lại dùng cái chất độc mimosin này để làm thuốc ức chế sinh sản, phát triển của các tế bào ung thư gan, ung thư phổi, ung thư niêm mạc miệng khi mà đã bị di căn. Cái này trong dân gian thì cũng có nhiều người sử dụng trong trường hợp bệnh ho lâu mọi người, đó sử dụng cái này đó hết bệnh rồi mọi người. Sử dụng cây này thì mọi người ta đem cái lá này và những cái cành bánh tẻ, cành non á và vỏ của nó, vỏ thân và rễ cây đem về băm nhỏ pha khô và sử dụng. Người dân thì người ta không biết đâu, người ta sử dụng liên tục. Còn đối với y học hiện đại đó nghiên cứu nó có chất độc đấy thì sử dụng 3 ngày hoặc ngưng 3 ngày sử dụng tiếp. Và tôi nói trường hợp hồi nãy đó thì người dân tới sử dụng một thời gian thì đã hết bệnh ho lâu luôn. Còn nếu như chúng ta bị mắc cái bệnh ung thư phổi mà bệnh viện đã chê ra ấy thì mọi người nên thơm khổ và nghiên cứu cái này, có thể sử dụng cành nâu, lá và vỏ thân và rễ đem về băm phơi khô và uống theo khoảng liều khoảng 30 gram trên một ngày mọi người, xác uống, uống 3 ngày nghỉ 3 ngày, uống liên tục cho đến khi bệnh thuyên giảm mà thôi. Và mọi người kết hợp những vị thuốc điều trị về ung thư mọi người để sử dụng cho nó đạt hiệu quả. Cái này rất là dễ nhận dạng, đem cái này quả này về phơi khô đi và đập lấy hạt thôi. Mùa này rất là nhiều quả mọi người, đi lấy quả này xuống lắm nha. Và những quý vị nào không may mắc những chứng bệnh về xương khớp, thoái hóa xương khớp, gân, bao tử, về thận, tóc, bị đĩa đệm, thần kinh tọa, gây vào
cột sống, hơi quá đốt sống lưng, đốt sống cổ và nhiều bệnh lý khác vân vân, chữa trị mà nhiều nơi không khỏi, tốn kém về công sức tiền bạc, kéo dài thời gian điều trị, ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân mà vẫn không thuyên giảm, không khỏi, thì mọi người phải bấm vào tiêu đề đó, có địa chỉ liên hệ đó để gặp bác sĩ Thái hoặc Tuấn để được tư vấn, để chúng tôi lấy những dược liệu quý gửi đi cho mọi người chữa trị dứt điểm. Và mọi người có nhu cầu các thuốc thơm thì chúng tôi sẽ bốc cho mọi quý vị một thân thuốc hoàn hảo để điều trị một cách hiệu quả, dứt điểm có bị lý nó đây. Và các thầy và cũng như bệnh nhân quý thầy mà không có thời gian đi lấy cây thuốc thì hãy liên hệ cho tôi sẽ đi lấy và phao khô gửi đi cho quý vị. Còn quý vị nào mà nhận dọn về cây thuốc chưa rõ ràng, còn nghi ngờ thì gửi hình ảnh qua Zalo cho tôi sẽ đính chính cho, xác định về cây thuốc nha, để mọi người sử dụng một cách yên tâm thôi. Video tới đây cũng dài quá rồi, tôi cũng xin chào mọi người và hẹn mọi người trong những video lần sau.